đã có buổi gặp mặt ban liên lạc đơn vị nữ lái xe Trường Sơn mang tên anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Hạnh. Tại buổi gặp mặt, đại diện ban liên lạc đơn vị nữ lái xe Trường Sơn báo cáo tóm tắt về thành tích đơn vị, tình hình hoạt động. Trong điều kiện chiến tranh ác liệt, đơn vị nữ lái xe Trường Sơn đã được thành lập với nhiệm vụ vận chuyển lương thực, vũ khí, lực lượng địa phương từ hậu phương miền Bắc ra chiến trường miền Nam và vận chuyển thương bệnh binh từ miền Nam ra Bắc. Hiện nay, ban liên lạc đơn vị nữ lái xe Trường Sơn gồm có 42 nữ đồng chí. Trong thời gian qua, các chị luôn chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. 90% gia đình văn hóa, 50% gia đình có con học đại học. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Nguyễn Thế Thảo bày tỏ niềm vui mừng khi được gặp mặt các chị em lái xe Trường Sơn trong dịp đặc biệt tiến tới kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 20 năm thành lập Ban liên lạc. Chủ tịch cũng bày tỏ sự khâm phục tinh thần dũng cảm, sáng tạo của các nữ lái xe Trường Sơn, qua đó góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Chủ tịch cũng thông tin với đoàn về sự phát triển kinh tế xã hội của thủ đô trong năm vừa qua, đồng thời trao tặng các phần quà và gửi lời chúc sức khỏe đến các chị em lái xe Trường Sơn. Chủ tịch mong muốn trong thời gian tới các chị em sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, vượt khó vươn lên, tiếp tục là tấm gương sáng về truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. Nhân dịp